Ok, đã lâu rồi mình mới làm clip để nói tiếp về chủ đề về phim. Thì á, tại vì ngày mai mình có một cái job để quay đám cưới, thì mình muốn thử nghiệm á là chụp phim với lại cái đám cưới đó. Tại vì đám cưới này hơi khác thường một chút, đám cưới này sẽ theo phong cách là kiểu phương Nam ngày xưa. Nếu bạn chưa biết, bạn hãy Google với từ khóa là đám cưới phương Nam ngày xưa, thì theo kiểu cổ, mặc đồ rất là kiểu như là nó rất là hay á, nó kiểu hơi kiểu cũ kiểu chút. Thì chính vẫn là quay cái đồ số hết, chụp cái đồ số hết, nhưng mà riêng mình muốn vẽ ra mấy phim để chụp những cái cảnh đó, để coi kết hợp với chiếc phim nó có ra đúng như ý mình muốn hay không. Thì hồi nãy mình dự định bất ngờ như vậy, xong cái tầm tối mình mới ghé qua bên Lab để mua phim. Và biết không, như mọi lần mình sẽ chọn cái cuộn phim mà gọi là kinh tế nhất, có nghĩa là cuộn phim mà tầm thấp nhất trong danh sách các cuộn phim á, thì sẽ chính là cái cuộn Kodak C200 này. Oh, chờ chút. Ok, mình sẽ dùng cuộn phim Kodak C200 này. Nếu bạn chưa biết á, thực ra mình nghĩ các bạn nếu đã coi channel mình nhiều rồi á, sẽ quen với cái cuộn Kodak C200, cuộn Fujifilm C200. Trời, sao mình cứ nói lộn Kodak hết. Thì hai cuộn này đều là những cái cuộn mà phổ biến nhất luôn, phổ biến nhất trong các lúc phim, nếu mà bạn chắc sẽ gặp hoài luôn. Vì cuộn này nó vẫn chụp rất là ngon, vẫn chụp đủ 36 tấm hết, nhưng mà trong danh sách thì giá nó rẻ nhất rồi. Nhưng mà hôm nay mình phát hiện ra nó không rẻ như hồi trước nữa. Ok, xem đây. Đây là hóa đơn hôm nay mình mua 150 ngàn cho cuộn phim, Fuji C200 36 tấm, giá 150 ngàn. We still shoot phim, trời ơi, đúng là mỉa mai thiệt. 150 cho cuộn phim. Mình chơi phim từ lúc mà cái cuộn này chỉ có 65 ngàn một cuộn, xong tăng giờ lên 75 ngàn. 80 ngàn mình đã chơi là mắc rồi. Bẵng đi một thời gian mình không chơi, mà bây giờ phát hiện ra cuộn phim này đã lên tới 150. 150 một cuộn. Bạn đi một thời gian không chơi, bây giờ cuộn phim đã có giá là 150 một cuộn. Quá đắt. Tại vì đã gấp rồi, mình không còn lựa chọn nào khác cả. Với lại cũng không có cuộn phim nào mà giá rẻ hơn, cho nên bắt buộc mình phải chọn cuộn C200 này thôi. Dẹp cái chuyện đắt sang một bên, mình muốn nói là vì theo kế hoạch đó là ngày mai mình sẽ có thể test chụp đám cưới bằng cái chiếc ảnh phim này, thì các bạn hãy đón xem các hình ảnh kết quả sẽ ra sao nha. Ok, hẹn gặp lại sau. Ok, mình đã quay lại rồi đây. Vì hôm nay á, mình sẽ muốn review về cái cuộn phim mình chụp cưới ngày hôm qua. Nhưng mà nói chung là ngày hôm qua nó xảy ra khá là nhiều chuyện mình không ngờ tới. Trước mắt á là mình sẽ đi lấy phim về trước, rồi mình sẽ nói thêm về những gì đã xảy ra ngày hôm qua cũng như review những tấm ảnh mà mình đã chụp cưới. Ok, mình sẽ đi tới lab để lấy âm bản cái đã. Nếu bạn nào chưa biết á thì đây á là một cuộn phim bình thường, khi mà bạn chén xong lấy về nó sẽ một cuộn như vậy, là một cuộn bình thường. Còn đây á là cuộn phim đây á là cuộn phim của ngày hôm qua. Đây là cuộn phim của ngày hôm qua mà mình chụp cho buổi chụp cho đám cưới vào buổi sáng. Đóng này. Vậy chuyện gì đã xảy ra thì mình bạn thấy đó, nó bị rách phim. Và chưa dừng lại ở đó,
nó còn bị hở sáng, bung sáng, lọt sáng và cháy rất là nhiều tấm ảnh, bị rách phim nữa. Nguyên nhân xảy ra ở đâu á? Mình sẽ bắt đầu từ cái máy trước. Hôm qua mình đi chụp phim là mình sử dụng cái mang theo cái máy Rangefinder này. Và do mình quay truyền thống với quay phóng sự là chính, nên cái máy chụp này chỉ là phụ thôi. Lúc mình đang lay hoay để mà set máy để vào quay á, vì chuẩn bị làm lễ rồi, thì mình thay vì mình để cái máy phim trên bàn, không đâu, mình nhét vào túi sau. Nhét vào túi sau quần. Trong đó lúc thời điểm đó cái mình để túi quần nó cũng ok thôi, tại vì hôm ra nó chỉ để bỏ vô cái túi, nó chỉ được cái phần này thôi. Thì tại vì nó bị cấn cái ống kính mà. Chuyện gì đến cũng phải đến. Mình cúi xuống và thế là máy phim rớt ra khỏi túi, tại vì nó quá nông mà, đương nhiên là phải rớt thôi. Tại sao mình không nghĩ đến chuyện đó, vì việc mình chắc chắn nó sẽ rớt. Mình cũng không biết tại sao mà lại không nghĩ đến. Nó rớt xuống á, nó rớt theo một kiểu rất là ác độc. Nó rớt xuống, nó chạm mặt đất và nó bung cả cái nắp phim ra. Nó giăng cả cái nắp phim này ra luôn. Nó giăng cái nắp phim ra. Có nghĩa là lúc này cái cuộn của mình thực ra đang gắn, đang chảy dài như vậy, là lộ hết toàn bộ phim ra luôn. Và lúc đó nó còn giăng khỏi cái cuộn ra khỏi cái máy phim nữa. Nó rớt xuống như vậy nè, nó nằm một đống như vậy. Lúc đó mình lại đang vội đang hoảng, tại vì vừa sắp làm lễ, lại vừa chuẩn bị, lại vừa thấy cái cảnh mà máy phim bung hết như vậy. Cái mình lật mình gom máy lên, mình cất, kiểu như mình hoảng lại á, mình cất lên mà nó đang bị trùng như nè. Sau cái mình đóng lại cái nó không đóng được, tại vì nó bị cứng, nó bị kẹt, mình không thể đóng được. Cái sau khi đó mình bắt đầu mình tại vì mình đang hoảng, mình đang sợ là mình đang để nó sáng càng lâu á thì nó sẽ bị cháy nhiều hơn. Nếu bạn chưa biết á thì những cuộn phim C41 này á là cái màu nó thường thường rất là đục. Cho nên á, khi mà nếu cuộn vào bên trong như vậy, những tấm đã chụp rồi á, thì cái khả năng bảo vệ của nó vẫn rất là ok. Có nghĩa là nó sẽ bảo vệ được những tấm ban đầu mình chụp ít nhất cũng được mười mấy tấm. Có nghĩa là nó sẽ không có bị cháy hết toàn bộ, tất cả cuộn phim nó bị phơi ra bung nắp như hồi nãy. Cho nên á, mình sẽ hạn chế tối đa cái thời gian, cái thời gian mà nó phơi ra như vậy. Tại vì nếu mà mình càng ít phơi ra như vậy, mình càng cứu được những cái tấm đầu tiên của mình. Và thế là mình lại đang rất là hoảng loạn nữa. Đang hoảng loạn vì nó bung ra thẳng như vậy luôn nè. Cái là mình đóng không được nữa. Mình không biết tại sao mình không đóng được. Ví dụ cái đầu mình bắt đầu mới xoay phim tới xoay lui để cho vừa. Cuối cùng nó cũng vô được, đóng nắp được, nhưng mình không thể nào đóng được. Cái cuộn nó không chịu vô ra được luôn. Mình không, lúc đó mình không để ý, mình không biết tại sao, tại mình đang vội với hoảng loạn nữa. Và mãi lúc sau mình mới biết á, là do cái khi mà va chạm quá mạnh á, thì cái phần xoay phim bên đây nè, cái phần xoay của cái cuộn phim á, nó đã đập dưới mặt đất, khiến cho cái phần này nó móp vô cái phần rãnh, cái một cái phần, một bên phía nó bị rãnh vô, cho nên khi mà xoay á nó bị kẹt. Mày nghe tiếng không? Không biết cái mic có thu được không nhỉ? Giờ mỗi lần mà xoay cái này nghe tiếng kẹt 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 kẹt. Lý do là tại vì một cái phần nó bị chênh hơn, thay vì nó phẳng vậy thì nó bị chênh, nó cạ xuống cái phần này, thành ra lúc đó nó bị cạ cứng luôn. Mình không hề biết chuyện đó. Mình là lúc đầu mình đóng vô rất là khó, mình không để ý là nó đã, cái trục bên trong này đã lệch đi rồi, tại vì nó bị va đập quá mạnh đó. Đó dẫn đến cái việc là mình kéo phim bên đây thì nó bị kẹt, cái cuộn này nó bị kẹt lại do nó bị móp vô mà, nó kẹt nó không có xoay hết. Và mình vẫn cứ kéo tiếp, hậu quả là cái tạch nó đứt phim, mình không hề biết gì luôn. Và thế là mãi đến khi mà mình tưởng là mình kéo kẹt như vậy là hết phim rồi, cũng vô lý lắm, tại vì cái thời điểm mà mình rớt máy á thì mới chụp được khoảng 20 mấy tấm thôi, có nghĩa là chưa hết cuộn nữa, 36 tấm lận mà. Mình cũng không suy nghĩ nhiều. Cho đến khi mình lúc mà mình xong hết cái việc quay cưới rồi á, mình kiểm tra lại máy á, thì mình mới lúc đó cho nên là đã chụp hết phim. Thì bắt đầu mình mới làm thao tác bình thường. Để nhấn nút mở ra tua phim. Lúc này mình kéo cũng thấy hơi cứng rồi nhưng cũng chưa để ý đâu, mình cứ tua phim. Tua phim vô cái phật cái lúc rồi là thấy nó trơn nhanh quá vậy, tại sao mình đi cũng kéo 2-3 lần mà nó vô cuộn luôn rồi, thì quá nhanh. Mình cũng hơi sợ, nên mình cũng đành xoay cho đủ 36 lần, đếm từng cái cho chắc thôi. Xong rồi cái mình bắt đầu mới mở nắp phim ra thì biết cuộn ở bên đây, phim ở bên đây, đứt rời ra rồi. Và hậu quả mình có đây chính là hai cuộn này. Đây là phần có hình, nếu bạn thấy này, tất cả những tấm là phần có hình. Mãi cho đến những tấm cuối cùng bạn thấy nè. Chỗ sáng, chỗ tối này nè, đó, những cái sọc 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 như vậy nè.
là cái khung này là phần bị phơi đã bị cháy nè, có nghĩa là những tấm này đều có hình hết, nhưng vì nó bung ra như vậy nó cháy hết những cái phần mà đang phơi ra lúc mà nắp bung. Còn những phần còn lại của cuộn phim, tức là những cái tấm mười mấy tấm còn lại thì chắc chắn là xoay rửa ra là phim trắng, tại vì vẫn có nằm trong cuộn mà. Thế là mình mất ảnh cưới những cái khúc quan trọng nhất. Khúc đó là khúc mà nhà trai qua nhà gái để rước dâu. Thì lúc này là có sự xuất hiện của cả hai cặp vợ chồng rồi. Và cô dâu mặc theo kiểu quần áo thời xưa, thời của Nam Phương Hoàng hậu, tức là bộ đồ, bộ nguyên một cái áo Nhật Bình rất là đẹp. Nhưng mình lại không chụp được. Đó là điều mình hơi tiếc. Và lúc đó mình khá là hoảng loạn, mình lại không kịp xử lý. Nhưng mình biết một điều á, trường hợp mà bị rách phim như vậy á, thì việc đầu tiên á là không có mở cái cuộn ra nữa, cũng không có ráng lấy cái cuộn nó ra làm gì, để nguyên cái cuộn đó trong máy luôn. Việc xử lý sẽ không phải do mình, mà sẽ lúc này sẽ mình sẽ giao phó lại cho lab. Kế đến sau khi hết làm lễ là tầm 10-11 giờ trưa, cái mình bắt đầu lên xe của studio, cái studio chở mình tới là lab ở Trần Hưng Đạo quận nhất. Mình ghé ông trọng, mình lại tận quầy. Mình đầu tiên á là mình sẽ giải thích tình trạng, mình sẽ nói với người ta là thứ nhất là cuộn phim này là bị hở sáng nhiều, bị khả năng là bung nắp cháy sáng nhiều. Thứ hai là nó bị rách phim. Cái là mình đưa máy cho người ta hiểu là vấn đề mình gặp là gì. Ok, họ sẽ xách máy vô cái phòng tối, họ sẽ trích xuất phim ra vô cái cuộn tối, họ giữ những cái gì còn sót lại. Và họ cũng rất vui vẻ, rất là giống như là họ đã quen với việc đó rồi, không phải lần đầu tiên họ đối mặt với những tình huống như thế. Họ sẽ đến, họ nói tiếp với mình, họ còn dặn là phim sẽ rửa được nhưng khả năng cao là hở sáng nhiều. Lúc đó mình không quan tâm, mình chỉ mong là mình đã chuẩn bị tâm lý là cháy hết toàn bộ cuộn phim rồi, nhưng mình vẫn giữ cái hy vọng á là cứu được 1-2 tấm. Nên mình mới nói với họ là anh làm sao cũng được, anh cứu được 1-2 tấm là em vui rồi. Cái họ cũng chỉ họ cho nói lưu ý trước là có thể hở sáng thôi, mình không nghĩ là cứu được nhiều. Nhưng may mắn thay, họ cứu được tới khoảng 18-19 tấm luôn. Có nghĩa là những cái tấm mà chụp ở phía nhà trai thì còn nguyên hết. Chỉ tiếc là những cái tấm mà có xuất hiện của cô dâu thì mất hết rồi. Và tiệc cưới đó còn có diễn ra ở nhà hàng, cho nên mình mua thêm một cuộn nữa để chụp vào buổi chiều. Lúc này á, tại thời điểm này mình phát hiện ra là cái vấn đề bị rách phim á là do cái phần bên đây, phần xoay của cuộn phim này, cái trục xoay của cuộn phim. Cho nên lúc này mình đã khắc phục lại là bẻ theo chiều ngược lại cho nó mượt lại, bệnh lại, chân chu lại. Có nghĩa là nếu bây giờ xoay nó vẫn không nghe tiếng, tại vì nó vẫn còn bị cạ sát mà, tại nó đang méo mà. Nhưng mà ở mức chấp nhận được thì mình đã sửa lại, nâng lại, móc lên cái kiểu này nọ, bẻ ra trước, sau bắt đầu mới bỏ cuộn phim vô, lắp cuộn phim. Và chắc chắn là mình sẽ không để cái máy phim ở túi sau nữa, không mắc một sai lầm ngu như vậy nữa. Nên mình sẽ cho bạn coi tác phẩm ảnh phim ao nét là chính, thứ hai là bị hở sáng hơi bị nhiều của việc chụp phim đám cưới. Ok.